Hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn.
Nếu tính đến số ca chạnh của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán cảm thương, La Hán xót thương bèn dạy phương trước, ngài khuyên Quang Mục rằng: người phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật. Thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của hòa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng: chẳng bao lâu đây, thân mẫu ngươi sẽ thác sinh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sinh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người, tôi phải bị đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình, đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà nay phải bị đọa vào chốn địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó mà vẫn còn chưa được thoát khỏi. Quang Mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dẫu đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được. Quang Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn địa ngục, khi mãn 13 tuổi, cùng không còn có trọng tội, cùng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ, cùng hạng hạ tiện, cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới mà các hàng chúng sinh bị tội khổ, nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho đều được thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục súc sinh và ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quang Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: này Quang Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi, lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này, sẽ thác sinh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sinh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật báo ngài định tự tại Vương Bồ Tát rằng: vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp cả hàng chúng sinh mắc phải tội khổ như thế. Trong đời sau, như có chúng sinh không làm lành mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sinh có tội nghiệp như thế chắc phải đọa vào chốn địa ngục.
Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo, quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoảng khảy móng tay, những chúng sinh đó liền thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo, địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dâng cúng các y phục, đồ ăn, vật uống, các thứ chân bảo, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp về sau, thường ở cõi trời, hưởng thọ sự vui thắng diệu, hoặc lúc phước trời hết, sinh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này định tự tại vương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sinh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Địa Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nghìn muôn ức Đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương sức oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sinh. Ngài Địa Tạc Bồ Tát, Ngài Địa Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật như thế xong, liền cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Quang Mục cứu mẹ, lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sinh, nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người. La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mục thưa rằng, ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sinh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sinh tiền đã làm những hạnh nghiệp chi mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quang Mục thưa rằng, ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá chạch, phần nhiều là hay ăn cá con và chạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá chạch của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu vớt thân mẫu tôi. La Hán nghe nói xót thương, bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quang Mục rằng, người phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật. Thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của mà họa tượng Phật. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng, chẳng bao lâu đây, thân mẫu ngươi sẽ thác sinh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh thời liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sinh một đứa con trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng, nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào chốn địa ngục. Nhờ phước lực của người cứu nạn cho tôi, nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng, đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình, đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà nay phải bị đọa vào chốn địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng, do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó mà vẫn còn chưa được thoát khổ. Quang Mục hỏi rằng,
Những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dẫu đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được. Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn địa ngục khi mãn 13 tuổi, cùng không còn có trọng tội, cùng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát lời nguyện rộng lớn như vậy, nguyện như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ, cùng hạng hạ tiện, cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát nguyện rằng, từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới mà các hàng chúng sinh bị mắc phải tội khổ, nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều được thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục súc sinh và ngạ quỷ. Những kẻ có tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quang Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, này Quang Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát lời nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sinh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sinh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn, phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh mắc phải tội khổ như thế. Thiên Vương hỏi Phật, bấy giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại, đã phát nguyện rộng lớn độ khắp cả hàng chúng sinh như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phát ra lời nguyện rộng lớn nữa, quý mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng, hay thay, nay vì muốn được sự lợi cho chúng sinh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sinh tử, nơi Diêm Phù Đề, ở cõi ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sinh như thế. Bốn ông thiên vương bạch Đức Phật rằng, vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. 6. Phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng, phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng, từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sinh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện, Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới ta bà này, dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sinh. Này bốn ông Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo, vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lở. Nếu gặp kẻ nóng giận,
Thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bón xén, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn cũng không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo thác sinh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp. Nếu gặp kẻ lạc phá của thường trụ, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi ức kiếp ở mãi trong địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hành thanh tịnh và vu bám tăng già, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa giết hại chém chặt loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thác sinh trở lại. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sinh vào chốn hẻo lánh. Những chúng sinh trong chốn diêm phù đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong chốn diêm phù đề như thế, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo, sau lại còn phải đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế các ông, những bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sinh. Bốn ông thiên vương nghe nói xong, rơi lệ than thở chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thượng hết, đào lợi thiên cung, thần thông hiển hóa độ quần mông, đời ngũ trược khó thông, chúng sinh cang cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sa Mâu Ni So ha ha.